Anh không sai mà, không cần đội cũng đứt. Không đội nó đứt rồi. Đúng đứt thật nhỉ. Đâu mà giờ đầu nó còn to hơn cả mũ nữa gì. Được rồi đi này. Không, cháu tưởng chưa luộc chứ luộc rồi chứ không cần. Cái này giống hà đầu to, hà đầu to, bây giờ phải giống to đầu lên. Không biết đâu nội đó. Đúng là bố nào con đấy. Bố nào con đấy. Bố mẹ ở đây đã có tên, có tên là Hà đầu to rồi. Đâu chú Hà đâu vậy? Vẫn phè được. Ông phải đi 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 tuốt gôm tí vẫn có phè được cái gì đâu. Đi chả gôm mà. Thôi anh ơi, thằng mặt nó to lắm rồi. Để em mấy lần xong mày về cho mày xem tiếp. Làm gì mới xin gì đánh gì vậy? Vâng. Ở đâu rồi? Châm đến thổi chưa? Ủa nó nóng chưa? Nóng chưa ở đâu? Mấy cái trống phích kìa. Phích đỏ hay phích em? Phích đỏ. Phích đỏ thì ngoại đỏ đi. Ôi lần sau lấy nước sôi về ngoài bố nhớ. Bố biết phích nào nó nóng hơn. Anh về nhà anh còn hỏi bố anh đi. Khi hỏi bà, khi về... Bà nhớ bà gọi cháu nào lên cái bà biết ngay. Chồng mẹ tắm rồi. Khi nào bố? Đang đun lại sao đấy? Nó chung của nó lắm không? Anh chưa? Anh chưa? Cô ơi, hôm nay cô thấy vui không? Vui lắm. Vui lắm. Vui lắm. Vui. Không cái này bà vui cửa đâu. Đưa khỏi bà ngồi đi. Khỏe. Cái nào bỏ bút rồi không? Châm lên thổi nữa cho thôi. Thổi không? Thổi không? Không bằng.